quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra và đôn đốc tiến độ gieo cấy lúa xuân tại một số địa phương. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến ngày 8 tháng 2, nông dân trong tỉnh đã xuống đồng gieo cấy được trên 2.000 ha, trong đó gieo thẳng được 1.500 ha. Kiểm tra tiến độ gieo cấy lúa xuân tại các huyện Tiên Lữ, Phù Cử, Ân Thi, Kim Động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đề nghị ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương tập trung chỉ đạo nông dân kiểm tra đồng ruộng, chủ động rút nước mặt ruộng khoa học hiệu quả để tạo thuận lợi cho việc gieo cấy lúa xuân. Tập trung làm đất lần hai thật kỹ nhuyễn trước khi gieo cấy, tạo tiền đề cho cây lúa sớm bén rễ hồi xanh, sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh. Huy động tối đa lực lượng phương tiện để gieo cấy thật nhanh khi mạ đủ tuổi, đồng thời mở rộng mô hình liên kết ứng dụng 100% cơ giới hóa trong sản xuất từ làm đất, gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, tiếp tục triển khai các biện pháp diệt chuột. Phấn đấu hoàn thành gieo cấy trong thời vụ của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, trình độ thâm canh của từng địa phương, đào tạo nghề cho lao động sản xuất nông nghiệp, đồng thời nghiên cứu đề xuất với tỉnh xây dựng mô hình gieo cấy lúa theo hướng sản xuất hữu cơ.